Hello, mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đam mê đồng hồ chơi mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay thì lời đầu tiên cũng như mọi khi cho mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối an lành, vui khỏe, và hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay thì cái một cái video clip này cũng rất là đặc biệt. Hôm nay đáng lẽ là không có lên video clip vì hôm qua mình mới vừa lên rồi. <laughs> Nhưng mà hôm nay mình nhập được về rất là nhiều những đây đồng hồ đẹp và đẳng cấp ở đây không có kiềm chế được cái vui mừng quý cô chú như các bạn cho nên hôm nay là lên giao lưu với lại quý cô chú như các bạn ha à, hôm nay đặc biệt là mình nhập được một cặp Rolex à, 18948 luôn quý cô chú như các bạn đẳng cấp tuyệt vời luôn nha mặt số xa cừ vi tính siêu đẹp luôn vàng khối ba màu phúc lộc thọ niền kim cư thiên nhiên dinh hãng nha xíu mình sẽ giới thiệu đến quý vị sau một chiếc xúc nodet một một à, 4060 quý vị mình nha, 4060. Một chiếc uh, ba trắc Philip mà còn có cả sổ luôn quý vị mình nha. 6000R rất là đẹp và đẳng cấp ha. Vàng hồng. Rất là nhiều siêu phẩm luôn ạ. Một chiếc uh, đồng hồ Rolex mặt cá hồi, vi tính một cá hồi. 126234 quý vị mình ha. Đó, con này là còn thẻ còn 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 hộp thẻ tác. Đặc biệt nữa hôm nay mình có một chiếc Rolex Đờ mi vàng hồng Mặt số hoa 69 rất đẹp nha à, Tuyệt vời chưa Đờ mi vàng hồng 116231 Một chiếc đồng hồ Daytona Daytona à, 116505 quý vị mà nha à, 515 chứ Mình có tới hai chiếc nha Và một chiếc Rolex à, Jack Master Rolex Jack Master quý vị mình nha à, 268655 à rồi hú duy mình chờ mình chút xíu nha đây Daytona thì mình có tới hai chiếc hôm nay thì hai chiếc Daytona đó hai chiếc Daytona luôn hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú gì các bạn ha à, đầu tiên thì hôm nay thì mình giới thiệu một cái hàng bình dân trước ha à, giới thiệu đến quý cô chú chị bạn một chiếc đồng hồ à, Rolex 116231 con này là mặt số hoa nha mặt số sô cô la hoa rất đẹp mặt số hoa sô cô la rất đẹp kính sapphire con này là xe loạt đét cao rồi nha quý vị mình nha xe loạt đét cao con này là khoảng đời 2016 đổ về đây nha quý vị như mình nha đờ mi vàng hồng miền khía size 36 à, kính sapphire mặt số hoa quý vị mình xem nè à, dưới ánh đèn thì nó không có cho chúng ta được cái vẻ đẹp tuyệt vời của mặt sô cô la này rất là đẹp phải không ạ dây thì vừa khoảng 75 kg đeo ok nha quý vị mình nha rất đẹp nha chiếc Rolex này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và tất cả các bạn với giá là 238 triệu ha 238 triệu cho em Rolex 116231 vi tính à quên mặt số hoa 69 xoàn nha đờ mi vàng hồng rất đẹp nha quý vị mình nha rất đẹp nha à, để mình mình lên tay quý vị mình xem nha lên tay nha à, hôm nay trên tay mình đang đeo một siêu phẩm Rollex à 5960. Thì hôm nay uh, giới thiệu uh, mấy em khác, em như thế này clip trước giới thiệu rồi, chắc clip này mình không giới thiệu tới nữa ha quý vị mình ha. Em 5960 này. À 5960 R. R là Rolex. dưới giời bạn, chưa có gì hết trơn á, đây. À, cho chúng ta cái tổng thể rất đẹp phải không ạ? tuyệt vời chưa? Rất là vừa tay ha. 238 triệu cho em Rolex này. Con này thì uh, hiện tại chỉ còn mỗi đồng hồ thôi nha. À, sẽ tặng kèm theo hộp nếu quý cô chú anh chị các bạn à có nhu cầu nha. À, thẻ thì không còn, tất là thẻ nha. Rất đẹp. 238 triệu cho em sô-cô-la này. Bỏ em này qua một bên ha. Em thứ hai là một em vi tính cá hồi. Ở đây chúng ta sẽ có một em đồng hồ Rolex mặt số vi tính cá hồi sưu tầm rất đẹp nha. Dòng 3235. À đặc biệt là dòng 3235 có nhiều cái mặt số vi tính nè, đó nó cũng không có switch đây không ạ. Đó. Mình chốt dưới và mình xem thêm một cái nữa nha đó à, chú mình phát luôn đây. Để mình sẽ cho quý các bạn mình xem nha đây ở đây chúng ta có hai chiếc luôn nè đây chiếc này góc 6 giờ luôn không có chữ switch nha con này 6 giờ cũng không hề có chữ switch à, nhưng những dòng 11 là có chữ switch nè, nè. switch mét nè 6 giờ thấy không đây cũng có chữ switch mét nè quý chú mình nha đó theo mà có rất là nhiều những dòng có switch đây nè một một nè switch nha đó nhưng mà những dòng uy tính này mình thấy ba con rồi mặt màu xanh mặc màu vàng có nhiều con không có như con này đó đó là một cái thắc mắc mà mình cũng chưa giải đáp được nha quý quý chú mình nha vô hãng quý của chú mua một trăm phần trăm đem ra vẫn không có cái chữ này à mình không hiểu vấn đề tại sao thường thường nó sẽ đề switch nhưng mà tại sao những cái con mà những năm 2019 thì phải để con có con này có phải không mình để ý là thấy đa số 2018 2019 là hay có cái tình, tình, tình trạng này. Hay 2021 luôn, thẻ chip luôn rồi quý vị mà. Thẻ chip luôn nha, đó. Hóa đơn mua nè, để mình cho quý chú mình xem nha. Chứ không phải là à, hàng à, cái này là bao zin 100% nha quý vị mình nha. À, tại sao mình dám nói lên những con như thế này? Vì nó zin mới dám nói chứ phải tầm bậy được quý vị và mình. Là đâu đó rõ ràng. Đây. Hóa đơn mua đây 12624 Mã số là số seri nè phải không ạ? 9 kt 24802 nè đây quý cho mình xem phải không ạ đây 9 kt 24802 đây trên vành nè quý cho mình xem đúng đúng ạ chính xác chưa đó. đây 76.000 Hồng Kông HKD gì nè đó là bao nhiêu tiền đó thì mình không có biết mình không biết nhân ra hóa đơn mua còn nguyên ha quý vị mày ha đó nè ngày 25 tháng 4 2021 đây ngày 25 tháng 4 2021 còn nguyên đây nha. Đó. Thì mình không hiểu lý do tại sao là những cái con này nó lại à, có không có cái chữ Swift Made ở đây. À. mặc dù là toàn bộ là zin chuẩn hết. Kể cả con này luôn quý vị và mình, con này cũng vậy nè, cũng không hề có chữ Swift Made ở đây ha. Cái vấn đề này à, nếu mà quý vị chị nào các bạn nào từng trải thì comment cho mình biết nha. Thật sự là mình gặp rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa có cái tức là mình vẫn chưa tìm cái lý do để giải thích thỏa đáng cho cái hai cái 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 vụ mặt số mà không có chữ switch này switch này nó nói rằng cái đồng hồ cái mặt số này sản xuất tại thụy sĩ không lẽ rằng cái mặt số này nó sản xuất tại một cái nước thứ ba nào đó hay sao ha đó là một thắc mắc của mình nha quý vị chị mình nha chứ hàng là chuẩn 100% trăm phần trăm nha quý vị chị mình nha chuẩn 100% phần trăm à cái con vi tính cá hồi này thì mình giao lưu với lại quý của chú chị mình với giá là 268 triệu nha 268 triệu cho em vi tính cá hồi này full hộp sổ thẻ nha quý vị chị mình nha full hộp thẻ rất đẹp không ạ à, tuyệt vời chưa vi tính cá hồi đó toàn thân inox nha niền vàng đúc 18 k đó vàng trắng đẹp chưa lên tay rất là đẹp không quý vị nha Long lanh luôn cái này là nhẫn 4 cara nha quý vị mà mình 388 triệu đó, tuyệt vời chưa tuyệt vời ha vi tính cá hồi chiếc uh, tiếp theo mình giới thiệu đến quý cô chú anh bằng mình là một chiếc Subnodes à một một 4060 à xúc no dead con này là không có lịch nha option full kim cương thiên nhiên luôn cái niềm của nó là niềm hai ly rưỡi luôn to bự chản luôn còn kim cương thiên nhiên một đi tám option full luôn nha quý vị mình nha full luôn bạn nào mà thích lóng lánh mà sai nhỏ nhỏ thì chơi con này thì chắc không có gì để bằng luôn nha tuyệt vời chưa Đó. đây cho quý vị mình xem nha à, Súp thì không có gì để nói rồi nhưng con này đều đã nói là nó là full kim cương thiên nhiên sáng cả một vùng trời luôn quý vị mình nha sáng cả một vùng trời luôn chúng ta đi tiệc tùng đi đâu thì thôi rồi Úi giời hơi sáng quá trời luôn không còn điểm che luôn quý vị và mình tuyệt vời chưa à. chứ này mình giao lưu với lại quý cô chú và mình với giá là 438 triệu nha 438 triệu cho em nô này Đó, đẹp chưa tuyệt vời ha Đó. dây thoải mái nha 70 mấy 80 kg đeo ok luôn nha quý vị và mình nha thoải mái dây luôn đây Đó cho quý vị mình chim ngưỡng nha option này cái tiền kim cư thiên nhiên này là hơn 200 triệu là chắc rồi quý vị và mình à, cái này này không 50 triệu rồi nha đó đi kim cư thiên nhiên hai ly rưỡi nè to đùng luôn nè à, bữa chưa quá xá đẹp luôn 438 triệu chăm xúc này cho quý cô chú và mình nha 438 triệu thì hôm nay à, giới thiệu đến quý cô chú và, và bạn mình là một chiếc ba trắc Philips 6000R. Con này sản xuất 2014 nha. Khai sinh, còn giấy khai sinh luôn nha. À, không còn hộp. À, con này của mình là có hộp hai con chỉ có một cái hộp thôi. À, con này là vàng hồng size 37, 3 à, kim rưỡi nha. Kim dây, kim quyền trượng chỉ ngày, kim giờ và kim phút. Vàng hồng, Đó, máy đẹp chưa? đẳng cấp như quý vị mình nha đây caribe 240 Đó, rất là đẹp nha 27 chân kính đây vú vàng 18k đây mua 2014 nha quý vị mình nha 2014 size 37 dây zin khóa zin là khóa đơn nha con này là khóa đơn như quý vị mình nha có có bản khóa đôi nữa bản này khóa đơn thì giá thành nó mềm hơn mình giao lưu với lại quý cô chú chị bạn mình bị con này với giá là 488 triệu nha giá cực kỳ yêu âm um, êm ái luôn 488 triệu chúng ta có bài trắc philip 6000r để giao lưu rồi đẹp chưa đẳng cấp ha size 37 thì mình nghĩ tay nhỏ nhỏ xíu đeo cũng ok tay lớn đeo cũng được vì thế chúng ta đeo vintage thì chơi những con này cũng ok phải không ạ à? 488 triệu chúng ta đã sở hữu một em rồi thì hợp lý quá phải không quý vị chú như mà mình 488 triệu nha 2014 giấy tờ luôn nữa đó hợp lý để mà chúng ta sử dụng hai quý chứ bằng mình à tại vì mình bán thì mình nói hợp lý thôi <laughs> nhiều quý chứ mình, nói tại vì anh bán anh phải nó hợp lý dạ đúng rồi phải nói hợp lý người ta mới mua Với hợp lý ai mà mua phải không ạ à? đó là à, nói thật vì là câu nói của mình người bán nhưng mà một nhận định của một người chơi thì cũng thật sự là hợp lý quý vị và nha à, hợp lý hay không nữa là ở cái chỗ sự uy tín về cái sự quay đầu và cái chế độ đảo đổi trả bảo hành hay quý vị và mình nha chứ còn nói không thì nó cũng dễ phải không ạ à? Rồi tiếp tục hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và một chiếc Jack Master. Con này là dòng 2 68655 size 37 đời mới nhà à Rolex nha 2018. À máy 32 3286 quý vị nha. À 3256 chứ, 3256. Con này thì chữ có của nó là 55 tiếng với 3 mốt chân kính biên độ dao động là 28.800 dao động với vòng size 37. Chất liệu Roy Gold, một chất liệu vàng đỏ mà ba chắc A à, mà Rolex à, đã phát triển từ năm 2005 đến bây giờ. À, với cổ máy này với dây tóc à, xanh chôm kháng từ kháng sốc. À một cái niền phay xước à, được à, ốp lên một lớp gốm à, gốm nha gốm chôm gì đó một chất liệu rất riêng của nhà Rolex đó, phay xước màu đen rất đẹp nha đây cho chúng ta có tổng thể cực kỳ đẹp với em này size 37 nha 37 bạn nào nữ hoặc là nam tay nhỏ nhỏ đeo con này rất là ok đó hộp và thẻ còn nguyên nha 2018 mình giao lưu con này với lại quý cô chú chị bạn mình với giá là 499 triệu nha 499 triệu cho em này giá mình nghĩ rất là hợp lý đó những con này mình thấy ở trên mạng mấy bạn ngoài Hà Nội hay là những bạn ở trong cửa hàng trong này bán đâu đó trên 500 không phải 500 rưỡi cho lên không quý vị và bạn mình Chiếc này mình giao lưu với giá là 499 triệu nha cái này là size 30, 37 nha quý vị mình nha quý vị và mình nên nhớ rằng size 37 nhưng mà vì nó là nó size to nhưng mà cái niềng nó lớn cái mặt nó nhỏ nhìn chúng ta tổng thể nó nhỏ và thứ hai nữa là nó dây da cho nên chúng ta nhìn tổng thể nó rất là nhỏ nha Bạn nào tay nhỏ nhỏ thì đeo rất là ok Khoảng 65kg đổ lại thì đeo con này thì tuyệt, tuyệt vời ha. Hoặc là bạn nào nữ cá tính nha Đó. 499 triệu ha Ở đây hôm nay mình giới thiệu đến quý cô chú chị và mình là một lúc là hai chiếc đồng hồ Rolex à, 1 4 18948 nha quý vị chú, nha, 18948 đẹp chưa? À, vàng khối 3 màu phúc lộc thọ size 39 mặt số xà cừ vi tính điền kim cương thiên nhiên dinh hãng hai chiếc này đều Dinh hết luôn nhau quý vị nha tuyệt vời chưa à, không có ai như mình hết trơn à, mua lần trải nghiệm hai chiếc chỗ luôn quý vị bằng mình hai chiếc chỗ luôn à, mình có ông chú ông thích thế là mình mua hai chiếc cho chú chọn luôn nha <laughs> chắc mình bán một chiếc thì chú lấy một chiếc à, hôm nay thì mình đang lên đây nhưng chắc chắn là chiếc này rất đẹp đẹp tuyệt vời luôn thật sự là à, cái mặt à, xà cừ vi tính nó có một cái nét khúc hồn rất đẹp đúng với cô với bạn mình có thể chúng ta thích cái mặt thiên thạch có thể chúng ta thích cái mặt là phiên bản 55 nhà Rolex mình còn một chiếc như thế này phiên bản kỷ niệm 50 năm nhà Rolex nữa nha quý vị nha phun hộp số thẻ con đó thì 1 tỷ ba tám chục rất hiếm hai con này thì nói chung cũng không gọi là hiếm có hai con thì ít thì ít gọi là hiếm được phải không ạ à? có thể có nhiều nhiều nữa phải không ạ để cho quý vị mà mình đeo lên cho quý vị mình xem nha À, mình đeo một con mà mình review một con đây nó cho chúng ta một cảm giác rất là nặng tay nè đã chưa một cái cảm giác nặng tay là thứ nhất cái thứ hai nữa là cái cái độ long lanh của nó đeo con này thật sự là long lanh nha quý vị của mình thật sự là long lanh luôn Đó. long lanh cành chanh luôn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó không phải tự nhiên mà mình bỏ gần 2 tỷ quý vị của mình gần 2 tỷ mình mua hai chiếc đồng hồ này người ta mua một cái là người ta ngán tại sao mình mua hai cái nó đẹp quá thật sự là nó đẹp quá quý cô chú mình mình không có tiền nhiều thật nhưng nó đẹp quá mình cũng ráng mình cũng ráng cố gắng cố gắng cố gắng và đưa hai em nó về đây ha thật sự đẹp không thể cưỡng lại quý cô chú mình bán đi tiếc nhưng phải mua một chiếc nữa có bán một chiếc vẫn còn một chiếc quý cô chú mình nha đó thật sự à, không biết quý cô chú mình nói sao chứ mình thật sự mê thật đó mê thật sự luôn nha quý cô chú mình à nếu mà quý cô chú như bạn mình cầm đã, trải nghiệm và à cảm nhận được cái nói trên tay của mình thì mới thấy cái độ phê của cái con này cái độ tuyệt vời của nó nha quý vị dùng mình nha không có điểm chê luôn hôm nay mình giao lưu một mỗi một con với giá là 999 triệu nha quý vị mình nha 999 triệu chục một em 18948 tám vàng khối 3 màu phúc lộc thọ kim cương thiên nhiên dinh hãng từ niền mặt số xà cừ dây khóa dinh hết luôn nha tuyệt vời nha à, hai con 8 tám lạng người nửa cân không biết chọn em nào thôi mình làm hai em về luôn <laughs> đó quý vị ha nhiều khi đăng lên về với quý vị mình nói mình xào xạo nhưng thực sự mình mua về chứ xạo đâu quý vị mà mình mua về mới có đăng lên đây chứ mình không có mượn người ta đăng được đâu quý vị nha mua về có mới trải nghiệm mới đăng lên à ở đây thì hai chiếc Daytona thì hiện tại thì mình có một chiếc mình đã giới thiệu cái clip trước rồi ha một chiếc thiên thạch sạc cử giới thiệu rồi hôm nay mình về tiếp một chiếc đồng hồ Daytona này mà mặt số chán men xoàn lớn rất đẹp nha à, 116508 à, hai chiếc ha chiếc này thì mình giao lưu với giá là 7 trăm triệu nha còn chiếc này là 818 triệu ha hôm nay chiếc này mình lâu rồi mình cũng sale nè chiếc này 700 triệu chúng ta có một chiếc Daytona à, 116508 mặt số sàn lớn nha chỉ có 700 triệu thôi Số Bảy thì không có đẹp quá ha 699 triệu cái vẻ hợp lý hơn quý vị nha 699 triệu phải không ạ à? à? Tuyệt vời chưa Quá là tuyệt vời phải không à. Đây Mặt số xoàn nha quý vị nha Mặt số xoàn Con này mặt số thiên thạch xà cừ à, Hai con trên nhau một trăm mấy chục triệu nha Một trăm mấy chục triệu à. Vẻ đẹp của em nó thì chắc có lẽ Quý vị và mình Để mình đeo cho quý vị mình cảm nhận nha đó. À, vì sao mình cũng mua tiếp hai con nữa <laughs> cũng là cũng là đam mê quý vị và mình cũng là đam mê thôi nó thật sự đàn ông thì chỉ có sự nghiệp rồi, rồi đồng hồ à, gia đình phải không rồi còn cái thứ vui là đồng hồ à nói chung mỗi người một sở thích nhưng thứ vui của mình là đồng hồ đồng hồ trang sức nhưng mà mình lại nghịch các nghịch lý là mình ít đeo á à, mình ít đeo trang sức lắm à, mê thích để ngắm đồng hồ nhưng nhiều khi ở nhà mình cũng không có đeo ra đường thì thôi rồi quý chú bọn mình mình đi dắp dép nhựa luôn dính đầy 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 xi măng bùng lầy luôn cho nên nhiều người cứ tưởng mình là chắc đồng hồ này của ai chứ phải của ông này đâu đẹp phải không ạ Tao quý chú mình trải nghiệm nha đây tuyệt vời phải tuyệt vời thì mình mới dám mua hai cái một lúc ha quý chú mình ha đó thì ở đây mình còn hai con rolex hai chiếc rolex một một 118 à, 235 một, một, vàng hồng nguyên khối mặt số vi tính vi tính hồng à, sản xuất 2008 hai con luôn nha 118 238 248 nha 248 niềm kim cương thiên nhiên hãng vi tính vàng còn lại là full kim cương thiên nhiên option 668 triệu một em nha 668 triệu một em như dưới mình nha à, rất đẹp phải không ạ 600 68 triệu Con ba chắc Philip à, 5960R này Là full hộp số thẻ 2010 à, 1 tỷ 390 thì mình giới thiệu nhiều rồi phải không ạ Không còn có giới thiệu thêm Thì hôm nay thì à, hiện tại thì còn bao nhiêu đây Giới thiệu đến quý cô chú bạn mình hàng mới nhập về ha à, Chắc có lẽ là à, lần sau sẽ giới thiệu đến quý cô chú bạn mình nhiều hơn Hôm nay giới thiệu đến đây thôi à, Chân thành cảm ơn sự yêu mến và tin tưởng của chú quý, quý anh chị và các bạn dành trong thời gian vàng ngày hôm nay nha à, rất mong được sự tin tưởng đó vào thời gian sau 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 này nữa rồi một lần nữa mến chúc quý anh chị và các bạn một buổi tối an lành vui khỏe hạnh phúc với gia đình nha ngày mai thức dậy chúng ta có một ngày thật là tuyệt vời một buổi sáng thật là tuyệt vời và à, có thật là nhiều sự thành công trong ngày mai nha chốt được nhiều đơn ký được nhiều hợp đồng và thành công trong công việc ha quý vị và mình ha rồi xin chào hẹn gặp lại bye bye xin tạm biệt xin chân thành cảm ơn